Tử Vi Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay Tử Vi Việt Nam xin luận giải lá số của một bé gái sinh năm 2005. Bé gái này có bát tự là năm Giáp Thân, tháng Bính Tý, ngày Quý Tỵ và giờ Kỷ Mùi. Sinh ngày 9 tháng 1 năm 2005 dương lịch và ngày 29 tháng 11 năm Giáp Thân. Giờ sinh là giờ Kỷ Mùi, 14 giờ 35 phút. Bản mệnh của bé gái là tuyển trung thủy, cục là mộc tam cục, mệnh chủ là liêm trinh, thân chủ là thiên lương. Rất may cho bé gái là cục sinh bản mệnh, bởi vì mệnh là mệnh thủy, cục lại là mộc, thủy dưỡng mộc nên là cục sinh bản mệnh. Và sinh vào cái giờ Kỷ Mùi chính là giờ thân cư phúc đức tại cung Mùi. Đây là một lá số mà mẹ của đương số rất là kỳ vọng có một đứa con gái thật là tốt và giúp đỡ mình sau này. Lá số này của đương số thì mệnh của bé là thiên đồng, mệnh bé gái là thiên đồng tại mệnh, và đắc địa thiên đồng đắc địa nằm tại cung Tỵ. Rất chúc mừng mẹ của cô bé, bởi vì thiên đồng mà nằm ở đấy thì rất là tốt, và con đại hao tại mệnh nữa là một người sống sau này phóng khoáng và giúp đỡ được mẹ nhiều trong công việc, rồi cũng như được nhờ cậy con về mặt tiền bạc, vì sau này cô bé này tương đối giàu có. Phụ nữ mà có thiên đồng thì tính tình ôn hòa đức hạnh, và đặc biệt cô bé này nhân hậu và rất từ thiện, lại thân cư phúc đức nữa, thì là người sau này hay làm việc có phúc, hay làm việc tốt, hay làm việc thiện, hay giúp đỡ người khác và tích được nhiều phúc đức. Thiên đồng đắc địa thì rất thông minh, nhưng mà tính tình hay thay đổi và không có quyết lắm. Việc này cần phải hóa giải bằng cách là phải luyện cho ý chí nó mạnh lên. Đấy, làm việc gì nó phải bền chí, và nói như thế nào cố gắng thực hiện được điều đấy, dù khó khăn thì cô bé này sẽ sớm thành công. Bởi vì cái mệnh thiên đồng là cái mệnh hay không bền chí và hay chán, chóng chán công việc, hay bỏ giờ ngựa chừng, nên là hay thay đổi lập trường, nên là thiếu cái định kiến, nên cần phải tập, và cái này là tập được, rồi ý chí của mình để tập. Mệnh thiên đồng và một cái nên thêm cái nữa là với nữ là sau này rất đảm đang, đức độ, vượng phu ích tử. Đấy. Và về mặt tiền tài ấy, thì thiên đồng đóng ở đây thì sau này là một người giàu sang. Đấy, về mặt phúc thọ là có cả hai, vừa có phúc vừa thọ, vì sao thiên đồng là chủ về tuổi thọ, rất là thọ sống rất là lâu. Và cái cách cơ nguyệt đồng lương là cái cách nên làm công chức, nên làm công chức nhà nước. Và người mặc dù thiên đồng tại Tỵ là một người thích phiêu lưu nay đây mai đó và hay thay đổi chỗ ở, nhưng bởi vì cung thiên di của cô bé này gặp sao thiên lương hãm địa, nên tốt nhất là nên loanh quanh Hải Phòng gần cha mẹ thì tốt, không nên đi xa quá. Có thể đi Hà Nội học, nhưng sau này nên làm gần cha mẹ thì tốt hơn. Cô này có một sao, gọi là hai cái sao phúc đức và thiên đức nằm tại cung mệnh. Đấy, cũng là nói lên những cái sao mà có tính tình đoan chính, hòa nhã, nhân hậu và từ thiện. Và hai cái sao phúc đức và thiên đức này nó sẽ giải được các bệnh tật, rồi các khó khăn, vất vả, rồi cái không may mắn của cô ấy trong tương lai. Và cái sao thiên đồng, cái phúc đức thiên đức này là cô bé này cũng có căn tu, sau này sẽ sớm được tiếp xúc với tâm linh, thân lại cư phúc đức nữa, nên là cũng sẽ là một người hiểu biết tốt về tâm linh, và có thể giúp cho gia đình mình giao tiếp được với các cõi khác tốt hơn. Rồi là một người mẹ phúc đức tại mẫu, mà là một người mẹ mà sau này khiến cho con cái, giúp được con cái nhiều tích phúc tích đức để giúp cho con cái nhiều. Và một cái sao nữa là sao địa giải nằm tại đất, cũng là một cái sao tốt. Sao này cũng là một cái sao mà cứu nguy, phò tá khi mà gặp cái chuyện khó khăn. Đấy, cũng làm cho cô bé càng thêm đức độ và khoan hòa và thuần hậu. Và cái sự từ thiện hay là lòng nhân từ của cô bé nó cũng đến rất nhiều từ cái sao địa giải này. Nó làm cho cô ấy đương thiện hơn và luôn luôn hướng thiện,
và không hại ai, vị tha hay giúp đỡ mọi người trong khi hoạn nạn. Tiếp nữa là sao Thiên Trù tại mệnh. Cái sao Thiên Trù này chính là cái sao ăn uống. Những người phụ nữ mà có sao Thiên Trù tại mệnh thì là người rất biết cách ẩm thực, có khả năng ẩm thực, đấy, có nghệ thuật ẩm thực tốt, biết nấu ăn rất là tốt. Đấy, và cái sao Thiên Trù này cũng là cái sao gia tăng tài lộc về ăn uống sau này, nên là người được thay được tham gia vào chuyện tiệc tùng, rồi được tham gia được ăn rất nhiều món ăn ngon, rồi thích nấu ăn, giúp cho cô ấy có một gia đình tốt, vợ phu lý tưởng. Tiếp nữa là có một cái sao Liêu Văn Tinh, là cái sao học hành thông minh và cái sao thích bằng sắc, chuộng bằng sắc. Đấy, cho việc học hành thi cử cung danh sự nghiệp nó nằm ngay tại mệnh, thì cô này cũng là một người thông minh, hiếu học và có khả năng học vấn tốt, và sau này dễ thành một cái danh sĩ, thành một cái người mà có nhiều kiến thức trong triết học. Vì sao Thiên Đồng cũng là một cái sao tốt cho việc luận giải, cho việc triết học, cho việc nghệ thuật. Tiếp nữa là có một cái sao Đại Hao tại mệnh. Sao Đại Hao tại mệnh là cái sao mà nó làm cho bộ máy tiêu hóa là dễ trục trặc. Cô này là bộ máy tiêu hóa trục trặc từ bé, và nó làm cho cái tính tình của cô ấy, Đại Hao mà, thì đôi khi là hơi cầu thả một chút, hơi lơ đễnh một chút, và cũng làm cho cái sao Thiên Đồng cũng không bình trí lắm, dễ say mê với những cái thú vui khác. Nên là khi mà lạc đường một cái là bố mẹ phải điều chỉnh ngay, bởi vì Đại Hao nó nằm tại cung mệnh, dẫn đến là dễ cho đi nhiều thứ, sống phóng khoáng, dễ cho người ta cần là cho luôn, cần là buông luôn. Nhưng lại cũng là một cái sao mà khiến cho cô bé này hào phóng, sau này giúp đỡ cha mẹ anh em tốt. Một cái sao nữa là trong mệnh có một cái sao gọi là sao Kiếp Sát. Sao Kiếp Sát nó thủ mệnh thì nó làm cho có thể sau này sẽ bị châm chích, dao kéo vào người. Đấy. Người có thể là có một thời gian tự ải, bị giam cầm một thời gian ngắn, nằm trong cái sao Kiếp Sát đấy. Nhưng rất may là Thiên Đức rồi Phúc Đức là những sao tốt, và nó sẽ hóa giải được sao Kiếp Sát tại mệnh. Nên cô này mỗi khi mà nóng tính, cục tính thì có hơi cùn một chút, nhưng không vấn đề, vì có rất nhiều sao tốt nó làm cho nó hóa giải cho cô ấy. Một tí nữa chính là sao Linh Tinh nằm tại mệnh. Sao Linh Tinh thì là một trong những lục sắc tinh cũng kinh khủng, nhưng nó đóng tại cung mệnh của cô này thì nó lại đắc địa. Đấy. Và cái đắc địa này nó làm cho cô này có lúc nó rất can đảm, dũng mãnh trong cái công việc, trong cái việc mà cần phải sức mạnh mà một người nữ không có thì cô lại có, và nó cũng làm cho sức khỏe cũng tương đối tốt. Đấy, sao Linh Tinh này khi mà mắc những cái hoạn nạn, hoạn họa, tai họa thì sao Linh Tinh đặc biệt nó cũng sẽ giảm cái mức họa hại đi, và nó không quá nguy hiểm nữa. Đây là một cung mệnh tương đối tốt. Rồi có một cái sao gọi Lưu Lộc Tồn nằm tại cung mệnh nữa, khiến cho cô những cái năm mà đại vận vào cung mệnh thì cũng sẽ kiếm được tiền, hư vượng trong tiền bạc khi mà nó chạy qua cung mệnh. Cung tiếp theo phân tích cho cô gái này là cung Phụ Mẫu. Cung Phụ Mẫu thì gặp sao Tuần đóng. Đấy, sao Tuần đóng ở đây nên là có Hoa Khoa nằm ở cung Phụ Mẫu này thì bố mẹ sẽ làm giáo viên. Đấy, có người sẽ làm giáo viên này. Đấy, thì mẹ là người làm giáo viên này. Thiên Giải Ân Quang Tiên Quý nên là bố mẹ cũng là vì tình nghĩa mà lấy nhau. Rồi sao Vũ Cúc Thiên Phủ gặp Địa Kiếp nằm tại cung đấy, gặp Âm Sát Tai Sát nằm tại cung Phụ Mẫu nên là cũng khiến cho gia đình cũng gặp nhiều tai họa, bố mẹ gặp nhiều tai họa trong cuộc sống. Đấy, rồi sao Tuần đóng ở đấy nữa cũng khiến cho bố mẹ lúc hợp lúc xung, và với quan hệ với các con thì đây là một gia đình tương đối tốt, bởi vì thân cô bé này là cư Nhật Nguyệt, tức là cư bố mẹ cũng là việc rất thân với bố mẹ, và sau này gần gũi với cha mẹ không vấn đề. Về cung Phúc Đức thì cô này rất là tốt. Cung Phúc Đức nói lên cái tiếp trước của cô ấy là một người mà có sự tu tập tốt,
và hưởng được cái nhiều cái phúc lành trong cái kiếp này của cô. Vì Nhật Nguyệt đóng đồng cung để gặp tuần triệt mới tốt, thì ở đây thì Nhật Nguyệt đóng đồng cung để gặp tuần. Đấy. Thế thì trong cái lá số này thì khiến cho cái Thái Dương mà gặp Hóa Kỵ này, nó làm cho cô sẽ bị cận, mắt sẽ bị cận. Rồi trong họ hàng ấy cũng nhiều về âm phần ấy là cũng có một hai người đấy, mất trẻ mất sớm, nhưng về cơ bản nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến cô bé này, bởi vì cô bé này là mệnh nữ, rồi lại thân cung thân lại cư phú đức, nên cũng sẽ là một người sau này hóa giải được nhiều nghiệp của họ của cô bé để giúp cho con cháu sau này được hưng vượng hơn. Và cung mệnh tốt, cô gái này là mệnh tốt, thân tốt và phúc đức tốt, đây là một cái lá số. Rồi lại bản mệnh sinh cục nữa, đây là một lá số sẽ thuận về tương lai. Mỗi cái thiệt của cô là không được đi xa, không xa quê xa nhà, nên gần nhà. Cung tiếp theo phân tích ở đây là cung Điền Trạch. Cung Điền Trạch của cô thì có sao Tham Lang đắc địa đóng cung Điền Trạch đó. Tham Lang cũng là một cái sao mà chủ về điền sản đất cát, nên là sau này cũng là người dựng lên một cái cơ ngơi tương đối hoành tráng. Nhưng vì sao triệt đóng cung Điền Trạch nên là cô sẽ chưa có duyên với đất cát điền sản trước năm 33 tuổi. Nhưng từ sau năm 33 tuổi thì là người có nhiều đất cát mà ở nhiều nơi, đấy, sở hữu nhiều điền trạch ở nhiều nơi. Và trước 33 thì cô có thì cô cũng sẽ tán hết, và sau 33 thì mới được cái hưởng được cái vận may với đất cát điền sản ô tô. Về cung Quan Lộc thì đây là một người phụ nữ có cung Quan Lộc gặp triệt đó. Cung Quan Lộc gặp triệt này là nó rất nguy hiểm ở cái khi là rất khó vào nhà nước, mặc dù mệnh cơ nguyệt đồng nương là mệnh dễ vào nhà nước, nhưng vì nó gặp triệt cung Quan Lộc ấy, nên là cô này trước 33 tuổi rất là lận đận lắm mới vào được nhà nước làm việc, là công danh sự nghiệp cô này sẽ bị nó rất tốt, nhưng mà trước năm 33 nó rất là đậm đấy. Và sau 33 thì nó sẽ thuận lợi, nên trước 33 khi mà phải rất nếu muốn an toàn, nếu muốn ổn định thì vào được nhà nước thì phải vận động hết mức thì mới vào được, còn không thì sẽ đi làm ở nơi các cơ quan ngoài một thời gian, thì sau 33 tuổi thì lại xin vào làm nhà nước ổn định. Cô này cung Quan Lộc tương đối tốt, cơ thiên cơ cự môn miếu địa làm cung Quan Lộc là một người sau này nếu mà làm giáo viên, sao cự môn này cũng là cái sao thiên cơ này, với chồng này là chồng làm giáo viên tương đối tốt đấy, thì cũng là một người làm tốt, thì hoặc là làm thư ký cũng là tốt, bởi vì cô này cũng có sao tấu thư là cái sao khôn khéo ăn nói trong cung Quan Lộc, rồi phóng cáo làm cung Quan Lộc hay được khen, rồi đào hoa làm cung Quan Lộc này cũng là người sớm bước vào cái này là đi làm việc trong trường đi làm ngay. Rồi sao Lưu Hà là một cái sao ăn nói lưu loát nằm ở cung Quan Lộc. Rồi sao Thiên Không là một cái sao cũng lắm ý tưởng trong công việc, đây là một người sau này về hậu vận là một người thành công trong công việc. Khi nhắc đến cung Quan Lộc thì cũng không thể không nhắc tới cung Nô Bộc của cô, thì đây một lá số mà cung Nô Bộc rất tốt, tử vi thiên tướng làm cung Nô Bộc nên là một người mà sau này giao du được với rất nhiều người có chức sắc lớn, người có tròn này tướng quân quốc ấn. Phục binh hóa quyền nằm cung huynh đệ lại chiếu một cung Nô Bộc của cô nữa, khiến cho đây là một người sau này quan hệ ngoại giao rất tốt và được nhiều người giúp đỡ. Đấy cũng là một người sung sướng. Thứ nhất là kiếp trước cũng tu tập tốt nên là có nhiều công đức với nhiều người, kiếp này lại cung Nô Bộc tốt nữa. Đấy, nên là chủ về nhiều người giúp đỡ, điều khiển được nhiều thuộc hạ, rồi nhiều thuộc hạ yêu quý mình, giúp đỡ mình. Nó thuận cho cái việc công danh sự nghiệp của cô, nó làm cho cô bớt thăng trầm đi, bởi vì cung Nô Bộc nó tốt. Về cung Thiên Di chính là cái mà bộ mặt của cô đối với xã hội, thì nữ mệnh, cô là nữ mệnh và cung Thiên Di có sao Thiên Lương, cũng là một cái hơi bị hơi khắc nghiệt đối với cô. Cái sao Thiên Lương này là một cái sao mà từ thiện, tử tế, rồi hay làm những việc thiện, nhưng mà nó hãm địa nằm cung Thiên Di nên nó làm cho cái cuộc đời của cô ấy là không được thuận khi mà đi ra ngoài xã hội lắm. Nên đây là một người nên thu mình trong các mối quan hệ, và nó
không nên quá rộng, bởi vì thiên di cũng không tốt. Và cái sao thiên di mà lại gặp với cái sao tiểu hao, thiên diêu vong thần cô thần đóng ở đây ấy, nó cũng làm cho cô dễ bị các vong linh tác động. Đây, cô thần vong thần này đó. Và đây là thầy cũng nghi là cô này sau này dễ có âm heo, nên là mẹ có cách để hóa giải cho bé bằng cách là có thể chụp ảnh với thầy xem có hiện bây giờ có chưa, để giải cho sầu siêu cho cái vong linh đấy, nên là số cũng sẽ bị vong theo vong ám, nó làm cho mình mất tập trung. Khi nào mà thấy mất tập trung này, thấy tăng động này, thấy mỏi vai này, thấy hay mơ, thấy những người lạ mặt thì nhớ liên hệ với thầy ngay để giúp cho vong linh đi theo siêu thoát, sẽ tốt cho cô bé này. Và về cung Trách thì đây là một lá số có thất sát thủ bệnh. Sao thất sát là cái sao mà chủ về bệnh tật ở đường hô hấp, rồi bị ngoại thương, rồi dễ bị đau răng, dễ bị đau mắt, sao thất sát này. Nhưng bởi vì nó miếu địa nên là cũng không sợ lắm về bệnh tật của cô, tương đối sức khỏe của từng hiện tại là đang tương đối tốt, chưa có vấn đề gì. Về cung Tài Bạch thì đây là một người mà sao Lực Sĩ nằm cung Tài Bạch, nên là sao là kiếm tiền rất là giỏi. Sao Lực Sĩ này là cái sao trợ lực, nó làm cho mình mạnh bạo, rồi có uy lực trong cái việc kiếm tiền. Đấy, và tiền nó về mỗi lúc nó vào ấy, nó lớn. Sao Lực Sĩ là cái sao mà có khả năng kiếm tiền nhiều. Tiếp theo nữa là Thiên Khôi mà nằm cung Tài Bạch. Thiên Khôi là một cái sao cách văn nằm cung Tài Bạch, thì Thiên Khôi nằm cung Tài Bạch cũng là dễ được kiếm tiền và hay được quý nhân giúp đỡ về chuyện tiền bạc. Đấy. Và sao Thiên Khôi này là sao chủ về cơ hội kiếm tiền, cơ hội kiếm tiền tương đối nhiều với cô. Và cung Tài Bạch lại có thiên tài nữa. Đấy. Sao này cũng là cái sao mà làm cho mình kiếm tiền một cách khôn khéo, rực rỡ. Đấy. Rồi cung Tài Bạch của cô lại có cái tròm nhật nguyệt lại gặp tuần này từ cung Phúc Đức chiếu vào rất tốt. Sao hồng đào hồng chiếu vào cung Tài Bạch cũng là khiến cho cô rất có duyên với những người khác giới giúp cho cô có tiền bạc, ví dụ như chồng chẳng hạn hoặc là bạn bè để giúp đỡ trong chuyện tiền bạc của cô. Cung Tài Bạch mà vô chính diệu thì sẽ kiếm tiền được từ nhiều nơi, từ nhiều luồng khác nhau và khắp nơi, nên mở rộng kinh doanh, ngoài việc làm công việc thông thường ra cô có thể kinh doanh thêm để kiếm được thêm nhiều tiền. Về cung Tử Tức thì đây là một lá số mà sau này có cả nam con trai, cả con gái, và con rất là đẹp. Đây là người sao con đẹp và ít trai hơn gái, con trai ít hơn. Và sau này những người con này của cô gái này mới giàu này, liêm trinh này, lộc tồn này, hóa lộc này. Đấy, những cái sao mà liên quan đến kiếm tiền một cách rực rỡ, rồi hóa khoa cũng chiếu vào cung con, rồi tướng quân quốc ấn, rồi tử vi thiên tướng chiếu vào cung con. Đây là một lá số một cung con rất đẹp, sau này con là những người tài năng và vượt trội hơn so với cha mẹ. Về cung chồng thì đây là một lá số mà có sao quan phủ đóng cung chồng. Sao quan phủ là sao dễ bị phản bội, nhớ là sao dễ bị phản bội, sao bị nịnh nọt, bị phản bội. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng là cái đào cô gái này là đào hoa gặp triệt. Đấy, sao đào hoa này gặp sao triệt này nằm cung quan lộc. Đấy, được gọi là số nhạt duyên. Đấy, tình duyên là sớm nở tối tàn. Đấy, nên là sau này lớn lên khi mà định xác định lấy chồng rồi thì giải cái sao nhạt duyên này đi nhá. Đấy, thì là số mới tốt. Đó. Và hai vợ chồng này là có số là dễ là có số có con rồi mới cưới. Kình dương gặp mộ gặp cung chồng. Chồng cũng là một người nghệ sĩ và văn, là người mà rất, hai người rất là hiểu nhau, thông minh. Người cũng là một người con cái xuất thân từ một con nhà dòng dõi tốt, cũng là một người có họ hàng trong xuất thân từ một họ hàng tương đối ổn định tốt và sống thọ. Có sao thiên thọ lắm cung chồng, nên là chồng cũng là người sau này sống thọ. Về quân huynh cung huynh đệ
bản này của cung huynh đệ tương đối vất vả vì phá quân mà làm cung huynh đệ, thì sẽ có người anh chị em đấy, sẽ hai người với nhau sẽ không được hợp nhau lắm. Nếu muốn huynh đệ tốt thì nên cho vào ngành binh nghiệp thì sẽ lừng lẫy hơn, tốt hơn. Và có sao một cái sao địa không đấy, đóng tại cung huynh đệ nên là cũng là người sẽ mất anh em do bố mẹ xảy nạo này này, địa không này. Rồi phục binh nằm cung huynh đệ cũng dễ có anh em ngoài buồng, hoặc là phải có anh em nuôi phục binh như này. Đấy, là sao mà nó dễ diễn ra việc đấy. Tổng hòa thì đây là một lá số tương đối đẹp, và cái mà lá đương số cần là gì, là về công danh sự nghiệp thế nào. Thì thầy có thể nói cho đương số rằng công danh sự nghiệp của cô sẽ tốt sau 33 tuổi, nên trước 33 tuổi nên tập trung vào các công việc học hành, trau dồi kiến thức, có thể làm nhiều ngành để học thêm kinh nghiệm, để từ 33 trở ra là người phát trong cung Hóa Lộc, và lúc đấy tiền cũng phát nữa vì cũng rơi vào tròm liêu trinh độc tồn Hóa Lộc này. Và lúc đấy mới kinh doanh làm ăn mới đại phát đó. Thế còn từ 23 trở ra thì nó là số đương tựa vào chồng thôi. Đấy, vào chồng và có con. Đấy, chồng con. Và cẩn thận sẽ sau này sẽ bị trục trặc về tình duyên năm 24 và năm 26 tuổi. Hai cái năm đấy là năm đào hoa gặp triển, nên là dễ trục trặc tình duyên. Và theo lá số đương số này thì khoảng tầm 27 tuổi thì cô sẽ kết hôn. 27 tuổi âm và 26 tuổi dương sẽ kết hôn, và lúc đấy chuyển sang một cái nhà khác ở, và sau này ở nhà rất là to đẹp, số được ở nhà to đẹp là sung sướng. Từ năm nay là năm 13 tuổi, là năm bắt đầu bước sang một đại vận của phá quân, thì sẽ nhớ nhé, phá quân mà nằm từ đại vận 13 đến 22 tuổi là rất dễ bị thất tình năm 22 tuổi. Nhớ năm 22 tuổi sẽ có hạn thất tình, nên là yêu đương cẩn thận vì năm đấy sẽ trục trặc lắm về tình duyên. Đây là cái hạn thứ nhất. Hạn thứ hai là từ năm 13 đến 22 tuổi đề phòng cái sao xấu là có thể bị dao kéo mổ xẻ hoặc là bị kim châm vào người. Năm 18 tuổi cẩn thận năm đấy, tiếp theo một năm hạn nữa. Rồi năm 15 tuổi cẩn thận là có vong theo nhá, cô thần vong thần này đấy, âm theo bám thì lúc đấy nó sẽ làm cho mình hút vong theo, mình sẽ bị hút năng lượng âm và năng lượng dương, làm cho đầu óc mình không được tỉnh táo hay bị chi phối bởi các vong linh, nên là những cái năm đấy cẩn thận hóa giải, giúp đỡ họ đi siêu thoát, cầu siêu cho họ thì mình sẽ ổn hơn, vì mình lúc đấy sẽ chính mình, học hành mới thuận lợi. Một cái nữa là đề phòng, tiếp theo nữa là năm 23 tuổi trở ra thì lại là cái năm mà bắt đầu lo cho chuyện chồng con rồi công việc. Đấy, thì 23 thì sẽ một cái hạn như thầy nhắc là 24 và 26 tuổi là dễ tình duyên nó sớm nở tối tàn. Đấy, nên là cố gắng để đến năm 27 tuổi lấy chồng nó sẽ hết được cái việc đấy, đừng nên lấy chồng sớm quá. Đấy, thì còn đại vận từ năm 33 tuổi trở ra thì rất tốt. 33 tuổi trở ra là công việc thuận lợi, tiền bạc tốt, nhà cửa, điền sản bắt đầu ổn định. Từ năm 43 tuổi trở ra thì kiếm tiền tốt, ăn được nhiều lộc, có nhiều lộc, đấy, nhiều tiền. Rồi từ 53 tuổi trở ra cũng là đại phát, công việc thành công, nhiều chuyện thành công đối với đường số này. Năm 63 tuổi trở ra thì sức khỏe hơi kém và bắt đầu đi tu. Đấy, đây là một người con gái sau này có căn tu đấy, nên là hoặc tu tại gia hoặc tu ở chùa đây này. Đấy, từ 63 trở ra thì tu tập đấy, tương đối tốt. Và nhớ rằng mình có mệnh đại hao nên là dạ dày lúc nào cũng kém, ăn uống cẩn thận, hết sức cẩn thận trong vấn đề ăn uống, đừng có ăn những cái gì cay quá rồi nóng quá, nó làm hỏng dạ dày. Ăn cũng chia thành nhiều bữa,
đấy, ngay từ bây đầu bây giờ là phải bảo vệ cái dạ dày cho tốt, không có sau này là mệt mỏi về cái bệnh đau dạ dày ấy. Thầy, đây là những cái lời khuyên của thầy đối với đương số 2005, và rất mong đương số dựa trên những lời khuyên của thầy tu tập học hành tốt và đón một cái tương lai ổn định, càng về sau càng ổn định, và có những cái cách để mà khắc phục điểm yếu của mình như thầy đã hướng dẫn trên các trên video. Cầu chúc cho đương số sớm thành công, sống một cách thuận thiên và có một cuộc sống tương đối tốt. Xin chào đương số, chào tất cả các bạn đã chú ý theo dõi.